Như đẹp tân ạ, xin chào quý vị các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân ạ. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một ngôi nhà cấp 4. Nó giản dị, mộc mạc. Chủ nhân ngôi nhà là anh Thắng ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trước khi đến với ngôi nhà anh Thắng, mời các bạn qua kênh YouTube của nhà đẹp Tân Ạ. Các bạn chỉ cần đánh nhà đẹp Tân Ạ vào nút tìm kiếm thì sẽ ra kênh của chúng tôi. Kênh của chúng tôi bao gồm cả cái video chia sẻ về các mẫu nhà: nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà 4 tầng, nhà tân cổ điển, nhà hiện đại, nhà mật phố, nhà vườn, vân vân. Kèm theo đó là các cái quá trình thi công các cái hạng mục của một ngôi nhà mà chúng tôi ghi lại được trong cái thi công trọn gói, hoặc là đi giám sát các cái công trình mà chúng tôi thiết kế, và các cái video chia sẻ các cái sản phẩm nhà đã hoàn thành do công ty Tân Á thiết kế, để từ đó các bạn có cái tư liệu, có cái chuyên môn để áp dụng vào ngôi nhà trong tương lai của mình. Quay trở lại với ngôi nhà của anh Thắng ở Quỳnh Lưu, thì ngôi nhà nổi bật đẹp bởi cái vẻ mộc mạc thôn quê. Điểm nhấn của ngôi nhà là hai sảnh, gồm có sảnh chính và sảnh phụ. Trên mỗi sảnh được lợp ngói rất đẹp, và mỗi sảnh đều được bố trí các cái cột vuông khỏe khoắn, chân cột và đầu cột được ốp đá và phao chỉ rất đẹp. Cái mặt trước của ngôi nhà thì được bố trí là ba mái, một mái to và hai mái nhỏ. Nổi bật là cái cửa chính bằng gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính cường lực rất đẹp. Các cái hệ cửa sổ ở đây được làm bằng nhôm kính Silva màu ghi sang trọng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bền với cái thời gian. Trên các cái cửa sổ phía ngoài đều được bố trí các cái mái mái hắt để che cửa sổ không cho được hắt vào ở cửa sổ. Ở các cái mái được xây lên các cái tường thu hồi, và các tường thu hồi được sơn và phao chỉ rất tinh tế. Mái ngói ở đây được lợp bằng ngói kiểu ngói băng chứ không phải là ngói lợn sóng theo kiểu mái Nhật ngày ngói băng, nhìn rất đẹp, rất là mắt.
Xung quanh ngôi nhà thì được bố trí các cái bồn hoa mặt bên, mặt trước, mặt bên phải, bên trái, rất đẹp, tạo về sức sống cho ngôi nhà. Nhìn lại một lần nữa từ mặt bên trái ngôi nhà đến mặt bên phải. Đấy, rất đẹp, hài hòa. Màu sắc ở đây là kết hợp giữa màu trắng và màu các cái màu sắc trung tính khác. Bây giờ ta vào bên trong ngôi nhà, nhìn cái công năng của ngôi nhà. Công năng ngôi nhà thì bố trí 3 phòng ngủ, một ngôi nhà với chiều rộng là 10m06 tính cả sảnh, ở sảnh bên, tính cả sảnh phụ, và chiều sâu của nó là 16m76. Thì ngôi nhà được bố trí 3 phòng ngủ, trong đó một phòng ngủ, phòng trụ master dành cho vợ chồng anh Thắng, có nhà vệ sinh riêng. Còn lại 2 phòng ngủ cho các con, mỗi phòng rộng 12 mét vuông. Phòng khách với bếp ăn, phòng khách kia rộng 25 mét vuông, còn bếp ăn thì rộng 20 mét vuông, được phân cách với nhau bằng cái hệ lam gỗ. Hệ lam gỗ này tạo cái thẩm mỹ đẹp mắt giữa phòng khách và bếp ăn. Bên phòng thờ được đặt ở phía ngoài mặt trước của ngôi nhà, phía bên trái. Ở đây tượng của bàn thờ được đặt theo tuổi của anh Thắng. Và ở đây có bố trí một cái lan ở cạnh bàn thờ, tạo cái sự kín đáo khi đi vào cửa, thì có cái lam này tạo sự kín đáo cho bàn thờ. Cuối ngôi nhà là nhà vệ sinh, và phòng tắm. Còn đây là sân phơi đồ, được phân định bằng các bức tường 10. Bao quanh ngôi nhà được xây là xây bằng tường 20 gạch đặc. Đấy, cách bố trí công năng nó hợp lý, thiết thực, khoa học. Bây giờ ta trở lại cái nhìn lại một lần nữa cái hình khối bên ngoài, từ mặt bên phải, mặt chính giữa và mặt bên trái. Cách bố trí phối màu hình khối nó giản dị nhưng nó toát lên cái vẻ đẹp mộc mạc nổi bật. Rồi là tôi trình bày ngôi nhà anh Thắng ở Quỳnh Liêu, Nghệ An, để các bạn thấy ngôi nhà nó thiết thực. Thì các bạn đừng ký kênh và nút chuông để không bỏ lỡ các cái video nào cả. Chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.